Thiên nhiên đã ưu đãi cho Nha Trang một vùng vịnh êm đềm với cảnh quan tuyệt đẹp và vô vàn lợi thế để khai thác các hoạt động vui chơi trên biển. Nếu bạn ở Nha Trang vào một ngày nắng đẹp thế này thì bạn sẽ làm gì? Đối với Trương Nam Thành sẽ chọn lặn biển và ngắm san hô. Chỉ mất vài phút đi thuyền để đi từ Vinpearl Nha Trang tới Hòn Mun, nơi có khu bảo tồn san hô đẹp nhất Đông Nam Á. Một địa điểm quá tuyệt để lặn biển phải không nào? Nào, bây giờ hãy cùng Trương Nam Thành khám phá đại dương để xem coi ngày hôm nay Nam Thành có may mắn gặp được một cô nàng tiên cá nào dưới nước không nha. Giao thông dưới biển thật tự do và thoải mái. Bạn có thể tha hồ đuổi theo những đàn cá hoặc mê mải ngắm nhìn những dải san hô mà không phải lo sai làn đường hay quá tốc độ. Nhưng dù có thích đến mấy thì cũng đã đến lúc Thành phải lên bờ về Vinpearl Nha Trang rồi, vì ở đó đang có một hoạt động khác không kém phần hấp dẫn. Zetabator là trò chơi chỉ có duy nhất ở Nha Trang và không có lý do gì để Nam Thành bỏ qua cơ hội được thử trò chơi này. Bây giờ hãy cùng Nam Thành trải nghiệm trò chơi này nào. Come on! Đứng trên những ngọn nước cao gần chục mét để thu vào tầm mắt toàn cảnh nước non đem lại cảm giác thật sảng khoái, khiến Thành muốn kỳ nghỉ của mình tại Vinpearl Nha Trang kéo dài mãi mãi.